Cho nên trên này tôi sẽ hữu duyên hỗ trợ đoán giải cho anh chị về các cái vấn đề liên quan đến yếu tố về mặt phong thủy, và đặc biệt là phong thủy hướng nhà. Anh chị nào chúng ta có những câu hỏi mà cần tư vấn này, hỗ trợ giải đáp thì anh chị có thể để lại cái bình luận của mình trực tiếp. Chị Nguyễn Phượng đâu ạ? Chủ nhà sinh Bính Thìn đúng không ạ? Rồi, Bính Thìn 189 độ thì sẽ như thế nào? Xin chào chị Phượng. Rồi, Bính Thìn là sinh năm 1976 và 189 độ. Chị Phượng comment số 1 đi ạ. Nhà chị Phượng ở đây lâu chưa ạ? Rồi, nhà chị Phượng lâu chưa ạ? Nhà chị Phượng này, chủ nhà sinh năm 1976. Rồi, 1976 và 189 độ. 189. Nhà chị Phượng hiện nay nằm trong cái hướng nhà tuyệt mệnh. Rồi, nhà chị Phượng là sinh năm 189 độ thì hiện nay nhà chị đang nằm trong cái hướng nhà và hướng tuyệt mệnh. Đây là một trong những hướng rất là khác đối với cái vận trình của những người trong cái căn nhà này. Tức là có thể làm rất là nhiều việc ở đây, nó rất là trục trặc. Ngoài ra ở đây là vấn đề gì ạ? Ngoài ra ở đây thì đang thì khi mà ở trong hướng nhà này nó rất là dễ xảy ra các vấn đề liên quan đến gì ạ? Bệnh, đặc biệt là chị phải để ý những cái bệnh liên quan đến phần mắt và phần đầu. Ở cái hướng nhà này là hay bị những cái bệnh như vậy. Chị nên để ý nha. Đấy. Tiếp theo này, 189 độ. Rồi. 189 độ ở đây thì bị ảnh hưởng một phần bởi cái sao bại tuyệt. Cho nên là kinh tế ở đây thì cũng nên để ý về mặt kinh tế. Đấy, nên mà kinh tế. Ở đây thì chị nên để ý nha. Đặc biệt là nằm trong cái hướng nhà tuyệt mệnh, nó khắc chế rất là nhiều đối với tuổi chủ nhà của anh này. Nên để ý, được chưa? Nguyễn Thúy Hiền đâu ạ? Chủ nhà sinh năm 1978 và 180 độ thì sẽ như thế nào? Chủ nhà sinh năm 1978 là tuổi Mậu Ngọ. Đấy, 180 độ. 180 độ. Nhà này nên nằm trong hướng nhà thiên ni, một trong những cái hướng gì ạ? Đấy, hợp đối với lại cái tuổi này. Đấy, tấn tài là tốt về tài vận. Tuy nhiên bên cạnh đó đang bị sao ôn hoàng vào trường bệnh. Ôn hoàng vào trường bệnh là người trong nhà này hay ốm. Tức là sức khỏe ở nhà mình rất là hay kém. Hay bị ốm bệnh. Đấy, cho nên ở đây chị Thúy Hiền thì nên để ý nhé, nên để ý. Tức là về kinh tế thì tốt nhưng mà ảnh hưởng rất là nhiều về mặt sức khỏe. Nhà này có thể treo sơn hải chấn để hóa giải. Nếu như cần tư vấn thì chị có thể nhắn qua fanpage để hỗ trợ tư vấn thêm cho chị. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ kênh YouTube Tuấn Phong Thủy trong thời gian vừa qua. Nếu như các bạn có bất kỳ những thắc mắc nào liên quan đến lĩnh vực về phong thủy thì hãy nhắn qua số Zalo trên màn hình hoặc kích vào đường link Zalo bên dưới phần mô tả thì tôi sẽ hỗ trợ giúp các bạn giải đáp những cái vấn đề, những cái thắc mắc. Và đừng quên hãy ấn nút đăng ký và ấn thông báo hình quả chuông để có thể nhận được những video chia sẻ mới nhất về kiến thức phong thủy của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người.